Nhìn xem, tôi đang hoạt động hàng nghìn tài khoản của mình một cách tự động mà không cần sự trợ giúp. Bạn không nhìn nhầm đâu. Trong thế giới MMO, chúng ta thường gặp khó khăn khi phải xử lý quá nhiều công việc. Tài khoản có thể bị chặn hay khóa bất cứ lúc nào và mất khá nhiều thời gian để lặp đi lặp lại một thao tác. Điều này khiến bạn luôn trong tình trạng quá tải, không đủ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng đến thu nhập. OmniLogin, trình duyệt ẩn danh tuyệt vời giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi bị chặn, khóa hay giới hạn. Với OmniLogin, bạn có thể tạo và quản lý hàng nghìn tài khoản trên một thiết bị duy nhất, thay thế hoàn toàn cho các hệ thống VPS, VMware, VirtualBox hay Firefox Portable cồng kềnh trước đây. Thật tuyệt phải không? Công nghệ chống truy vết của OmniLogin đảm bảo các dấu vân tay trình duyệt được giả lập không bao giờ bị trùng lặp. Bạn chỉ cần tạo một profile và OmniLogin sẽ tự động tạo ra danh tính cho bạn. Với khả năng tự động hóa toàn bộ các hành động trên web, bạn có thể dễ dàng tạo công cụ của riêng mình chỉ bằng cách kéo thả mà không cần biết lập trình. Và hơn thế nữa, với tính năng đồng bộ hóa hành động, mọi thao tác trên một profile sẽ được sao chép và thực hiện tương tự trên các profile khác, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức, dễ dàng tương tác với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản. Không còn nỗi lo bị khóa tài khoản bất thường, bạn đã được bảo vệ bởi phần mềm chống truy vết được các chuyên gia MMO tin dùng. Hãy để thời gian cho những ý tưởng lớn hơn. Tải và dùng thử OmniLogin miễn phí ngay hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt.